Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Yo, theo yêu cầu của anh em thì mình sẽ làm nốt môn phái choáng nha anh em ơi. Thì đầu tiên là về linh thú nha anh em. Linh thú môn phái choáng thì lại có hai cách chơi cơ anh em ạ. Nếu như anh em là một cao thủ với cây quốc ATM cực kỳ là to khỏe thì anh em hoàn toàn có thể chơi luôn em Chu Tước nhá. Lý do ở trong video lần trước mình có lấy em Chu Tước là vì như vậy đấy anh em ơi, lấy về làm video review cho anh em. Em Chu Tước này càng chơi thì sẽ càng khỏe, bởi vì là hai hiệp dùng kỹ năng một lần, nhưng nếu như mà kẻ địch bị dính choáng thì sát thương sẽ gây ra tăng lên rất là nhiều anh em nhá, và cái khả năng bị choáng lại kéo dài thêm một hiệp nữa thì nó cực kỳ là khó chịu luôn. Càng về lết thì em Chu Tước này sẽ càng phát huy được sức mạnh của mình. Và chưa hết đâu anh em ơi, bởi vì là ở trong cái phần nặn hồn ấy thì khi mà chúng ta nặn hồn lên bậc 5 là cường hóa được cái sát thương này lên. Thì đây anh em có thể nhìn thấy này, hai hiệp dùng kỹ năng một lần và gây 30% sát thương thiêu đốt nha. Wow, đúng là skill của Phượng Hoàng khác lúc nào liên quan đến lửa và thiêu đốt. Và cái lượng sát thương thiêu đốt này thì nó sẽ bỏ qua được cái giảm sát thương cuối anh em nhé. Nếu như meta ở thời điểm hiện tại anh em chơi Tiểu Long Nữ kết hợp với cả Đại Sơn Yêu để có cái khả năng giảm sát thương cuối cực kỳ bá đạo thì em Chu Tước hoàn toàn có thể khắc chế được điều đó với cái khả năng là sát thương thiêu đốt nha anh em. Đánh cứ câu kéo đi, về lâu về dài nó sẽ đốt cho gọi là SML luôn anh em ạ. Khi anh em đã bị choáng rồi thì chỉ có mà đứng yên bị thiêu đốt và đến hẹo thôi anh em ạ. Đồng hành thì anh em có thể lựa chọn, nếu như khả năng đánh choáng của anh em cao rồi á mà kẻ địch nó vật cưỡi thấp thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn thêm một em Chu Tước nữa. Đánh cho kẻ địch là khó chịu, cứ đứng im cho đến hẹo thôi. Còn nếu như anh em mà không đủ lực để build đồng hành lại thêm một em vét đỏ nữa thì anh em có thể lựa chọn em Loan Điểm để có thêm mấy khả năng là hồi máu anh em nhé. Đồng thời là sẽ có thêm 15% giảm sát thương cuối cho nhân vật chính trong hiệp sau, khá là ổn anh em ạ. Đối với môn phái choáng thì mình thấy em nó chỉ mạnh khi mà sở hữu được em Chu Tước, thế cho nên anh em xác định chơi môn phái choáng là nên đầu tư ngay từ đầu. Còn nếu không thì chơi môn phái khác cho nó dễ nha anh em. Thực ra thì cũng có thêm một cách chơi nữa là choáng kết hợp với cả ứng long thì cũng được, cũng không vấn đề gì anh em ạ. Chỉ có điều là mình thấy mắc pinh nhất thì vẫn là em Chu Tước mà thôi, và mình cực kỳ thích em Chu Tước với môn phái choáng nha. Nhưng nếu anh em là một nông dân mà đã chơi môn phái né là môn phái chính rồi, bây giờ muốn build thêm một môn phái phụ là môn phái choáng nữa thì vẫn có thể sử dụng ứng long làm pet chính và đồng hành là Huyền Vũ, giống như kiểu là môn phái né nha anh em. Chỉ có điều là nếu như anh em build môn phái choáng như thế á, không có được em Chu Tước với cái khả năng tăng thêm số hiệp bị choáng thì hên xui gặp môn phái né mà nó có vật cưỡi kháng cao hoặc là lực chiến nó hơn mình một chút là hơi khó ăn đấy. Thực ra trước khi mình chuyển sang môn phái phản công là mình cũng đã chơi choáng rồi, nhưng mình thấy là cái khả năng gây choáng của mình cộng với cả em ứng long nó không được mắc pinh cho lắm, cho nên là thôi, thà là để tối ưu hóa được cái sức sát thương của ứng long rồi thì cái hiệu quả của Huyền Vũ nữa thì mình xài phản công nó sẽ hợp lý hơn. Choáng cũng là một trong những môn phái mà giúp cho chúng ta đi vượt ải khá tốt, bởi vì là sẽ có những cái ải ấy, là ở đây nó sẽ kháng phản công cũng như là kháng né rất là cao. Choáng thì nó sẽ không bị kháng. Đó, ví dụ đơn giản như cái ải tầng 9 này này là liên tục kháng phản công cũng như là kháng né, thì chúng ta có được môn phái choáng để mà đi đánh vượt ải mạo hiểm đây thì rất là tốt luôn. Ở trong phần tinh quái thì anh em vẫn cứ bộ đôi là Tiểu Long Nữ cũng như là Đại Sơn Yêu. Tiếc qua hôm nay mình chưa có cho vào đội hình cho anh em nhìn cho nó dễ nhỉ. Đấy nhá, chân dung Đại Sơn Yêu đây, có cái ngọn núi đằng lưng này anh em nhá. Thì kết hợp với khả năng giảm sát thương cuối thì môn phái nào đi PK cũng sẽ cần thôi. Còn nếu như mà để đi PK ngon lành cành đào nữa thì anh em kết hợp với cả em Hoàng Đế. Hoàng Đế này kết hợp với Chu Tước thì sẽ phát huy được tối đa sức mạnh hơn nha. Bởi vì em Hoàng Đế này sức sát thương vào trận phát là rất là cao, 130% công luôn. Kết hợp với cả là có khả năng kích hoạt được choáng. Choáng một hiệp sau đó là bị mình đánh choáng xong lại kết hợp với Chu Tước đánh choáng, kiểu là nếu như mà đã bị choáng rồi Chu Tước nó sẽ dã choáng thêm một hiệp nữa thì rất là thốn luôn. Đấy. Còn nếu như mà anh em chơi cùng với cả ứng long làm pet chính ấy, thì anh em có thể lựa chọn thêm một em nữa là Đại Thụ Yêu này. Sau mỗi lần tấn công được tăng 7% cường hóa linh thú. Kẻ địch nó bị choáng nó không được tấn công mà, thì cái số lần này nó cộng dồn sẽ nhanh thôi anh em ạ. Đấy, và cường hóa lên thì tối đa 5 lần lên để cho đến hiệp thứ 5 á là em ứng long nó phệt được một phát thì rất là mạnh. Cái bộ ba mà Đại Thụ Yêu, Đại Sơn Yêu cũng như là Tiểu Long Nữ này thì hoàn toàn có thể mang đi vượt mạo hiểm các kiểu con đà điểu được nha anh em. Môn phái choáng vượt mạo hiểm khá tốt, hoặc thậm chí là leo tháp này, bí cảnh lục đạo này, đấy vân vân và mây mây, một số những cái hoạt động đấy thì môn phái choáng vẫn cứ là ok với bộ ba đấy nha. Trong cái phần huyết mạch thiên tiên thì chắc chắn anh em sẽ lựa chọn 4 viên Chu Tước cho mình nha. Tăng 12% xác suất choáng mỗi hiệp, quá là ngon lành cành đào luôn. Với 12% xác suất choáng đấy kết hợp thêm với cả Chu Tước rồi thì Hoàng Đế nữa, khả năng kẻ địch đứng im như trời trồng cho đến khi nằm xuống đất là cực kỳ cao anh em ạ. Đối với môn phái choáng thì
Thực sự là lần trước khi mình đi PK mình vẫn sợ những ông nào mà né cao quá, mình đánh nó né hết anh em ạ, không choáng được thì thành ra là phế luôn. Nên là mình khuyên anh em mà nên build thêm một chút chỉ số phụ về kháng né ở trong cái huyết mạch thiên tiên nhé. Nếu như mà đi PK thì anh em cần phải để ý nhá. Ví dụ như một số như môn phái kiểu như né phản công mà nhạy bén cao hơn mình thì không sao, nhưng mà ông nào mà cầm liên kích bạo kích chẳng hạn mà nhạy bén cao là khả năng là anh em nằm xuống trong một turn là cực kỳ có thể xảy ra nha anh em. Tại vì không giống như môn phải né, khi mà mình né được hồi máu, là môn phải choáng mà nó cứ liêm kích nó dã cho lại thêm bạo kích nữa là nằm xuống nhanh lắm đấy. Nhưng mà nếu như nhạy bén của mình mà cao hơn á thì mình cũng cóc sợ, vì khả năng gây choáng của mình là rất tốt rồi. Ở phần thần thông khi mà đi PK này, tầng 1 này chúng ta vẫn cứ kim cang bất hoại mà diệt thôi. Ui giời, cực kỳ là có lợi luôn anh em nhá. Thêm hai cái giảm sát thương cuối nữa, tuyệt vời mặt trời. Tầng 2 thì vẫn là giải thi pháp thôi. Giải thi pháp thì có khả năng hồi sinh và không sợ bị đóng băng anh em ạ. Còn tầng thứ 3 thì mình là ưu tiên cái chấn tâm chú hơn anh em nhé. Cái chấn tâm chú thì sẽ có khả năng là tăng sát thương lên 22% cho cái đạo pháp, cũng như là 51% xác suất làm choáng địch trong vòng 2 hiệp. Trời ơi, này thì choáng lâu dã man còn ngàn luôn. Và tầng thứ 4 thì anh em có thể lựa chọn cái băng phong ngàn dặm. Đó. Nên trong trường hợp mà kẻ địch nó xài cái hoàng khí ấy, hoàng khí là cái mà nó kháng đóng băng ấy anh em, ở tầng thứ 2 này thì anh em bỏ cái băng phong ngàn dặm đi và lựa chọn vào đấy là kim quang hộ thể. Nhưng mà nếu như chơi kim quang hộ thể thì anh em lại chuyển sang cái tầng thứ 3 này là thực hồn chú anh em nhé. Bởi vì là cái chấn tâm chú này nếu như mà không gây sát thương thì kẻ địch nó đâu có bị choáng đâu. Thế nên là kim quang hộ thể thì chúng ta không đi cùng với chấn tâm chú được anh em ạ. Còn nếu như trong trường hợp anh em vẫn giữ cái chấn tâm chú đây thì có thể sử dụng cái 72 phép biến hóa cũng được. Cái này gây sát thương khá là to và kết hợp thêm với khả năng tăng sát thương 22% của cái chấn tâm chú ấy nữa thì 72 phép biến hóa đấy sẽ gây ra một lượng sát thương khổng lồ luôn. Và nếu như anh em mà muốn đi đánh những kẻ địch có yêu lực cao hơn, đặc biệt là cái khả năng nhạy bén của nó cao hơn ạ, thì anh em nên lựa chọn cái thần thông là Tu La Thân, giống như mấy ông top bên Trung Quốc ạ. Thì cái này nó sẽ có trộm nhạy bén cũng như là công của mục tiêu ấy, thì mình sẽ được đánh trước với khả năng gây choáng, kết hợp cùng với cả ông này thì chơi bộ đôi chú tước, đồng hành chú tước luôn, choáng liên tới tọi anh em nhá. Tu La Thân thì anh em vẫn cứ để hai cái ấn ký là giảm sát thương cuối nha anh em, bởi vì là đi PK thì kiểu gì cũng cần giảm sát thương thôi. Nhìn chung là cái thần thông thì anh em có thể tùy chỉnh sao cho nó phù hợp với cả cái server của mình. Thì mình đưa ra một số những cái lựa chọn thế để anh em có thể là căn cứ vào cái tình hình PK thực tế, anh em điều chỉnh cho nó hợp lý nha. Uầy, lần đầu tiên mình thấy có một ông chơi full choáng lên được 785,6% nha. Ông này thì 313,74 ức anh em nhé. Đấy, ông top 2 này, ông cũng chơi choáng luôn này anh em này. Thì cái khả năng gây choáng của ông đấy là 871,9% cơ. Và yêu lực của ông đấy là 877 ức. Thì ông này cũng đây này, tùy theo cái khả năng PK của ông đấy mà ông ấy lựa chọn kiểu như là kim cang bất hoại hay là Tu La Thân hay là cái gì đó nha anh em. Thì đây, tinh quái ông này cũng lựa chọn giống cái cách build của mình luôn, đó chính là đại sơn yêu và kẹp thêm em hoàng đế. Nhiều anh em cứ bảo em hoàng đế phế nhưng mà mình thấy em này khỏe vãi cả trưởng ra, kết hợp cùng với cả chú tước nữa thì thôi, mình thấy bá đạo vãi nồi. Đấy thì anh em cứ yên tâm nhá, top bên Trung Quốc nó còn chơi kiểu như thế thì anh em mình chơi sau tội gì mà không học hỏi đúng không? Thì anh em thấy cách build choáng như thế nào nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết rồi nhá. Thì mình không biết là anh em bảo là có một ông nào đó yêu lực lên đến 10,000 ức, tức là 10,000 ức ấy, thì mình không biết là ông đấy trúng ngủ server nào. Nếu như anh em biết thì có thể để lại comment ở bên dưới nhá, mình sẽ chui vào cái server đấy để xem ông đấy build cái gì, build ra làm sao để có thể là review cho anh em tham khảo nhá. Anh em thấy video này hữu ích thì nhớ để lại cho mình một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.